Bà ngoại vừa mất, tôi và mẹ về quê để tham dự đám tang của bà. Sau khi chúng tôi rời đi, tôi nhận được tin nhắn từ bố. Nhờ giữ gìn tốt người giấy mà bố tặng con, vào những thời điểm quan trọng nó sẽ bảo vệ con. Nhưng nếu để người giấy chuyển sang màu đen, hãy lập tức vứt nó đi. Người giấy không thể nói chuyện với con. Người nói chuyện với con không phải là người giấy. Mẹ con phần lớn thời gian sẽ không làm hại con. Nhưng nếu con nhìn thấy mắt mẹ con chuyển sang màu đen, hãy nhanh chóng trốn đi. Đừng để bà ấy tìm thấy. Dù bà ấy có nói gì thì con cũng đừng ra. Con nhất định phải nhờ dáng hình của mẹ. Mẹ con rất yêu con. Nếu con thực sự quên bà ấy trông như thế nào, có thể mở điện thoại, nhìn vào bức ảnh gia đình ba người chúng ta. Lúc trực đêm tuyệt đối không được ngủ quên. Nếu con cảm thấy quá buồn ngủ, hãy khe khẽ ngân nga bài hát bố đã hát cho con nghe. Nếu con nhìn thấy quan tài của bà có kẽ hở, lập tức báo cho người lớn, bà ngoại đã qua đời rồi. Bà ấy sẽ không gọi tên của con, càng không thể nói chuyện với con. Đừng ăn bất kỳ đồ ăn hay kẹo ngọt nào ở đây. Bà đã chuẩn bị lương khô cho con ăn trong 7 ngày rồi. Trước khi ngủ hãy lấy người giấy ra và đặt cạnh gối ngủ. Nó sẽ khiến con có một giấc mơ đẹp. Nếu con nhìn thấy bà trong di ảnh, cứ nhìn con chằm chằm, hãy lập tức nhắm mắt lại. Tôi bồi rồi nhíu mày, muốn hỏi mẹ những lời này nghĩa là sao. Nhưng mẹ cứ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thất thần. Chắc bây giờ mẹ đang rất buồn rầu. Rốt cuộc tôi cũng không dám nói ra. Tôi lấy nến và người giấy từ trong túi ra. Những vật này trước khi đi công tác bố đã bỏ vào túi và dặn dò tôi phải giữ gìn nó thật tốt. Cảm giác chạm vào người giấy rất kỳ lạ, rất trơn trượt. Không giống cảm giác như chạm vào giấy. Ngũ quan của nó được dùng bút đỏ vẽ nên. Khuôn miệng được kéo dài, nụ cười được vẽ rất cường điệu, trông vô cùng kỳ lạ. Sau một giờ lái xe, chúng tôi đã đến được ngôi làng. Ngôi làng là một nơi vô cùng xa xôi. Chúng tôi được chào đón bởi hai người đàn ông trung niên. Thái độ của họ đối với mẹ rất lạnh lùng, nhưng thái độ của họ đối với tôi lại rất nhiệt tình. Trong đó có một người đàn ông, ánh mắt không hề kiêng nể nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi lo lắng siết chặt tay mẹ. Mẹ ơi, hai chú này là ai vậy à? Mẹ không chút cảm xúc nói rằng, họ là anh trai của mẹ. Tôi rất bối rối, sao trước giờ mẹ chưa bao giờ nhắc, mẹ còn có hai người anh trai. Tôi theo mẹ về nhà bà ngoại. Trên bàn đặt di ảnh của bà, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà ngoại. Mẹ trước giờ chưa bao giờ nhắc đến, cũng chưa bao giờ dẫn tôi đến đây. Tôi ngoan ngoãn đứng bên cạnh mẹ. Tò mò nhìn chằm chằm vào di ảnh của bà ngoại. Đột nhiên tôi phát hiện, ánh mắt của bà ngoại vốn dĩ phải nhìn thẳng về phía trước, thì lại hướng trực tiếp vào tôi đang đứng ở phía bên cạnh. Đầu tôi ngay lập tức như muốn nổ tung. Nghĩ đến tin nhắn của bố tôi nói, nếu như nhìn thấy bà ngoại trong di ảnh cứ luôn nhìn vào tôi, hãy nhắm mắt lại ngay lập tức, hãy lập tức nhắm chặt mắt lại. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, mắt của bà trong di ảnh đã trở lại bình thường. Tôi thở phào nhẹ nhõm, con thắp cho ngoại nén hương đi. Tôi thắp bà nén hương, vô cùng cung kính đứng trước quan tài. Nhìn thấy bà hai mắt nhắm chặt, ở trên cổ có một đường khâu kỳ lạ. Trên người bà được mặc bộ đồ liệm màu đen. Nghĩ đến câu chuyện kỳ lạ vừa xảy ra, trong lòng tôi tràn ngập sự sợ hãi. Đột nhiên hương mới châm bỗng nhiên tắt rụi. Gương mặt của mẹ và hai cậu đều trở nên rất khó coi. Lòng bàn tay tôi toát đầy mồ hôi lạnh. Tôi rất chắc chắn, tôi vừa nghe thấy tiếng ai đó thổi. Vài giây trước, dường như có một người vô hình đang đứng cạnh tay tôi, thổi một hơi vào đầu hương. Sau đó hương mới bị tắt. Hai ông cậu thì thầm với nhau. Từ khi mẹ mất nhiều chuyện thật kỳ lạ, có khi nào chọc giận Hắc đại nhân rồi. Em nói bậy gì đó, nhỏ tiếng thôi. Sau khi nhận thấy ánh nhìn của tôi, họ ngay lập tức ngậm miệng lại. Tôi cau mày, Hắc đại nhân mà họ vừa nói có nghĩa là sao? Cậu lớn cười danh mạnh nói rằng nhang tắt rồi. Vậy con thắp lại đi, có lẽ trời gió lớn quá, nhưng trong lòng tôi biết rất rõ. Vốn dĩ không có chút gió nào, hương lại được thắp lên. Tôi bất an đứng ở đó, lần này hoàn toàn không có sự cố gì xảy ra. Mẹ đứng cạnh nhìn tôi. Biểu cảm của bà ngoại rất kỳ lạ, là một loại biểu cảm rất phức tạp mà tôi không thể lý giải được. Đã nhiều năm rồi em chưa về thăm mẹ dù chỉ một lần. Anh biết em vẫn hận bà ấy, nhưng bà ấy cũng là bất đắc dĩ. Mẹ chúng ta thích màu đỏ, vì vậy tụi anh đã mua bộ đồ liệm màu đỏ để cho bà ấy vui vẻ ra đi. Nghe những lời cậu tôi nói, lòng bàn chân tôi bỗng ớn lạnh. Đồ liệm của bà không phải là màu đen sao? Tôi vừa nhìn thấy bà nằm ở trong đó, rõ ràng đang mặc một bộ đồ liệm màu đen. Sau khi tôi xem xét cẩn thận lại, lông tóc khắp cơ thể tôi dựng đứng. Không đúng, đó không phải là đồ liệm màu đen. Đó rõ ràng là một người toàn thân màu đen nằm trên xác bà ngoại. Sao tôi có thể nhìn nhầm thành áo liệm chứ? Biểu cảm của cậu và mẹ tôi giống nhau. Có vẻ chỉ có mình tôi nhìn thấy người đó. Lúc này, tôi nghe thấy một âm thanh cực kỳ nhỏ phát ra từ cổ họng của người đó. Mau chạy đi, rời khỏi nơi này. Chạy, chạy trốn đi. Đầu tôi như muốn nổ tung. Anh ta là ai và tại sao lại muốn tôi bỏ chạy? Tại sao chỉ có mình tôi có thể nhìn thấy anh ấy? Cháu tôi nói vài câu với bà đi. Khi còn sống, ông ngoại luôn nhắc đến cháu.
luôn muốn gặp mặt cháu. Ngay lúc cậu lên tiếng, người da đen đó bỗng biến mất. Bộ đồ liệm mà bà đang mặc quả thực có màu đỏ. Tôi đứng trước quan tài, run rẩy nói với bà ơi. Sau đó tôi nhìn thấy đôi mắt vốn đang nhắm chặt của bà đột nhiên sau đó mở ra, đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ đến nỗi đầu óc trống rỗng. Đến khi tôi tỉnh táo lại, nhìn thêm lần nữa, mắt của bà đã nhắm lại như cũ. Như thể mọi chuyện vừa xảy ra là sự tưởng tượng của tôi. Được rồi, để cậu đưa mọi người về phòng. Mẹ nhẹ nhàng nói với tôi, hai ngày này con phải ngoan ngoãn nhé, đừng có chạy lung tung, biết chưa? Tôi gật đầu. Dù mẹ tôi không nói, tôi cũng sẽ không chạy lung tung. Ở đây cho tôi cảm giác như có thứ gì đó rất đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Phòng của tôi rất sơ sài, ngoài ra còn có mùi ẩm mốc khó chịu. Tôi định mở cửa sổ để cho không khí thông thoáng, giảm bớt mùi. Nhưng trên bệ cửa tôi nhìn thấy có hai dấu bàn tay màu đen. Dấu tay rất lớn, lớn gấp 2-3 lần so với tay của đàn ông bình thường. Đầu tôi bỗng hiện lên cảnh tượng có một bóng người màu đen bò từ trên rèm cửa vào bên trong phòng. Tôi lạnh toát hết cả người, vội vàng đóng cửa sổ lại. Sau đó tôi lại nhìn thấy trên nệm có một vết bẩn màu đen rất rõ ràng. Hơn nữa tôi càng nhìn hình dạng của vết bẩn, càng cảm thấy giống hình một con người. Nghĩ tới người bò lên người bà ngoại mà tôi nhìn thấy lúc nãy, hô hấp của tôi cũng trở nên gấp gáp. Chính vào lúc này, bố lại gửi cho tôi một tin nhắn. Con yêu, hiện tại con có lẽ đang cảm thấy rất bất an. Thật xin lỗi, bố không thể ở bên con lúc này. Con nhất định phải đi ngủ trước 11 giờ. Trước khi đi ngủ hãy thắp ngọn nến bố đã tặng con. Ngoại trừ nến ra, không bật bất kỳ đèn nào ở trong phòng. Nếu đèn trong phòng bật sáng, lập tức lấy tay che mắt lại. Nếu con không thể ngủ trước 11 giờ, đừng tìm bất cứ âm thanh nào cố gắng khiến con phải ra mở cửa. Nếu con nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài cửa sổ, đừng mở cửa sổ. Đó có thể là tiếng gió. Nếu nến chẳng may bị tắt, hãy nhanh chóng đi tìm mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con. Cháu là người bạn tốt nhất của con người, nhưng ở đây, cháu lại hoàn toàn không an toàn. Nếu con nghe thấy tiếng chó sủa, nhất định đừng quan tâm, đừng để mẹ phát hiện người giấy bố đã đưa cho con. Nếu con nhìn thấy một người màu đen trong phòng, hãy trốn vào tủ ngay. Trong tủ chỉ có quần áo, không thể có tiếng thở của người thứ hai. Nếu bà ngoại xuất hiện trong phòng con, hãy chui vào trong chăn ngay lập tức, kéo chăn qua đỉnh đầu. Làm như vậy bà sẽ không nhìn thấy con. Nửa đêm nghe thấy tiếng kèn, đừng để ý. Ở vùng quê thường có những phong tục kỳ lạ. Bố còn có vài việc cần phải làm, không thể nói chuyện với con nữa. Con hãy nhớ kỹ, đừng nói cho mẹ biết nội dung tin nhắn. Nhưng có một điều con có thể chắc chắn là mẹ rất yêu con. Tôi gọi điện thoại cho bố, tôi muốn hỏi ông ấy những quy định trên tin nhắn này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Tại sao không thể để cho mẹ biết? Nhưng điện thoại reo lên rất lâu, vẫn không có ai trả lời. Đột nhiên có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Tôi mở cửa ra, là cậu và một cô gái. Đây là con gái cậu, Tiểu Viên. Lớn hơn con 2 tuổi, là chị của con. Cậu lo con ở đây một mình cô đơn, mới gọi nó qua đây dẫn con đi làm quen xung quanh. Tiểu Viên dù lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng nhìn thì lại yếu hơn tôi nhiều. Giống như bị suy dinh dưỡng, chị ấy bước tới và nắm lấy tay tôi. Tay của chị rất lạnh, khiến tôi không chịu nổi mà dùng mình. Em mới đến, để chị dắt em đi dạo thăm làng. Tôi theo Tiểu Viên vào trong làng, phát hiện cửa trước của mỗi ngôi nhà đều đặt một bát thịt sống. Chị Tiểu Viên, đây là cái này dành cho Hắc Đại Nhân ăn. Hắc Đại Nhân, tôi lại nghe thấy cái tên này. Tiểu Viên đột nhiên đến gần tôi hơn. Hắc Đại Nhân là thần được thờ ở đây. Ông ấy thích ăn thịt, thế nên mỗi dịp hiến tế, thịt động vật sống sẽ được dùng làm cống phẩm. Đây là loại thịt động vật gì? Em tới gần lại xem chẳng phải là biết rồi sao? Tôi tò mò bước tới, tôi cúi xuống xem đây là loại thịt gì. Nhưng giây tiếp theo, tôi hét lên kinh hoàng. Tiểu Viên nhìn tôi bối rối không biết có chuyện gì. Bên trong có ngón tay con người, có phải em nhìn nhầm không? Ngón tay ở đâu ra? Đừng sợ, em nhìn lại đi. Tôi đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, cúi đầu nhìn xuống lần nữa. Trong bát không có ngón tay nào, chỉ có một cái chân gà. Tôi thở phào nhẹ nhõm, có vẻ nhất định là tôi vừa bị hoa mắt rồi. Người dân ở đây rất kính trọng Hắc Đại Nhân. Hàng năm vào dịp hiến tế, Hắc Đại Nhân sẽ đích thân chọn cô dâu. Có thể trở thành cô dâu là một điều rất vinh quang. Tiểu Viên nhắc tới Hắc Đại Nhân, đôi mắt ánh lên vẻ khác thường. Em có biết không, thực ra mẹ em cũng từng được Hắc Đại Nhân lựa chọn. Tiểu Viên nói đoạn, rồi phá lên cười kỳ quái. Nhưng bà ấy đã làm việc có lỗi với cả làng. Bà ấy bỏ chạy, mẹ em bỏ trốn khỏi làng, chưa bao giờ trở về. Năm ấy trong làng có rất nhiều người chết, mọi người đều nói là do mẹ em bỏ trốn, Hắc Đại Nhân mới tức giận như vậy. Em có biết bà ngoại chết như thế nào không? Người trong làng đều nói, năm đó chính bà ngoại đã lén để mẹ em đi. Cái đêm bà ngoại mất, chó trong làng sủa rất dữ dội. Đêm hôm đó, bà là người tàn tật hai chân, không biết bằng cách nào đã trèo ra khỏi giường, đến nhà bếp rồi gục đầu lên trên thớt. Khi bố chị nghe thấy âm thanh, vội chạy vào, cả đầu bà ấy rơi xuống. Tiểu Viên bình tĩnh nói, còn tôi thì tát hê mồ hôi lạnh.
Chẳng trách ở trên cổ bà ngoại có một đường khâu màu đen. Tiểu Viên cười lớn và nói rằng đêm nay, Hắc đại nhân đã chọn cô ấy làm cô dâu. Chị không sợ, chị sẽ không bỏ trốn như mẹ em đã làm. Đôi mắt chị ấy nhìn tôi chằm chằm. Tôi liền bất giác ớn lạnh cả người. Tôi vội kiếm cớ, em đói rồi. Em muốn quay về ăn cơm. Tiểu Viên đồng ý, đưa tôi về ăn tối. Trên bàn, có đặt mấy bát xúc thịt tỏa ra mùi rất kỳ lạ. Trong tô súp có một vài miếng thịt có màu đỏ tươi khác thường. Tiểu Viên ăn ngầu nghiến tô súp. Sao em không ăn vậy? Bình thường không ăn loại thịt này à? Bố bảo không được ăn bất cứ đồ ăn nào ở đây. Em đột nhiên bị đau bụng, không muốn ăn gì nữa. Tôi tìm một lý do. Trước khi quay trở về phòng, tôi thấy Tiểu Viên cau mày rồi nhổ ra cái gì đó. Có màu đỏ, hình như đó là móng tay. Mồ hôi lạnh trên người tôi ngay lập tức toát ra. Tôi không biết mình đã quay về phòng bằng cách nào. Mẹ qua phòng tìm tôi, mẹ ơi con không muốn ở đây nữa. Mẹ thở dài rồi nói lại lần nữa, con gái, kiên trì thêm chút nữa. Kiên trì thêm chút nữa nhé, tôi chỉ có thể hứa với mẹ. Đột nhiên mẹ trợn mắt ghé lại gần sát tôi, bố không gửi tin nhắn gì cho con phải không? Tôi nhanh chóng lắc đầu, không có ạ. Sau đó mẹ bỏ đi, lúc này bụng tôi đã đói cồn cào rồi. Tôi lấy những chiếc bánh quy bố đã chuẩn bị cho tôi rồi bắt đầu ăn. Bố bảo nhất định phải đi ngủ trước 11 giờ. Trước khi đi ngủ phải thắp ngọn nến bố đưa cho tôi. Tôi chuẩn bị đi thắp nến. Nhưng thắp mãi cũng không được. Chiếc bật lửa vừa bật lên một ngọn lửa nhỏ thì rất nhanh đã bị dập tắt. Thật lạ, rõ ràng là đã đóng cửa sổ rồi. Cũng không có gió. Nhưng ngay sau đó, cả người tôi cứng đờ. Từ từ quay đầu lại, khuôn mặt xám xịt của bà thờ vào người tôi. Thổi tắt ngọn lửa trên chiếc bật lửa. Đầu tôi ông giọng nói, nếu bà ngoại xuất hiện trong phòng con, hãy chui vào chăn ngay lập tức. Tôi nhanh chóng chui vào chăn, cả người cuộn tròn dưới chăn, không thể kiểm soát được sự run rẩy. Tôi có thể cảm nhận được bà ngoại bây giờ đang đứng cạnh giường tôi, cúi đầu xuống chăm chú nhìn tôi. Đi nhanh, đi nhanh đi, tôi thầm cầu nguyện một cách tuyệt vọng. Cuối cùng cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm cũng biến mất. Tôi cẩn thận mở chăn ra, quả nhiên đã biến mất rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, xuống giường, nhẹ nhàng thắp nến lên. Tôi lấy người giấy ra, cẩn thận đặt nó nằm cạnh gối. Bố bảo nhất định phải ngủ trước 11 giờ. Tôi càng muốn ngủ đầu óc lại càng tỉnh táo. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không ngủ trước 11 giờ. Nhưng đó chắc chắn không phải là điều tốt đẹp gì. Tôi không biết qua bao lâu. Khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ thì vang một tiếng bụp. Đèn trong phòng chợt bật sáng. Tôi theo tiềm thức mở mắt ra nhìn. Nhìn thấy bên giường của tôi, rất nhiều người toàn thân màu đen đang đứng ở đó. Đang nhìn tôi sợ khiếp phía. Họ từ từ cúi đầu xuống, càng lúc càng tiến gần tôi. Nếu đèn trong phòng bật sáng lên, lập tức lấy tay che hai mắt lại. Tôi vội vàng lấy tay che mắt lại. Khoảnh khắc tôi bịt mắt lại, tôi cảm thấy như nguồn sáng trong phòng đột nhiên mở dần đi. Một lúc sau, tôi mới dám mở mắt. Những người đó đã không còn thấy nữa. Đột nhiên, ngoài cửa truyền lại giọng nói lo lắng của mẹ tôi. Con gái ơi, con mau ra ngoài, đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây. Mẹ phát hiện người trong làng rất khác thường, họ muốn đánh chúng ta. Con mau dọn dẹp nhanh lên, nhân lúc tất cả bọn họ đang ngủ, chúng ta mau chóng bỏ trốn. Khi tôi chuẩn bị ra ngoài, thì lại đột nhiên dừng lại. Bây giờ là mấy giờ rồi? Nếu con không ngủ trước 11 giờ, thì nhất định đừng tin bất cứ tiếng gọi nào. Cố gắng lôi con ra ngoài mở cửa. Tôi cúi đầu nhìn xuống thời gian trên điện thoại. Bây giờ là 12 giờ khuya. Điều đó nghĩa là tôi đã thức dậy vào thời điểm tôi không nên thức dậy. Con đang lè mề gì vậy? Nhanh lên! Người ở ngoài kia! Có thật là mẹ tôi không? Con gái, có người tới rồi! Mở cửa nhanh lên! Để mẹ vào trong! Tiếng gõ cửa càng dồn dập. Tay cậu ta cầm dao! Mở cửa nhanh lên! Tiếng gõ cửa ngày càng to hơn! Mau chóng mở cửa! Cậu ta đến rồi! Ngoài cửa vang lên tiếng hét chói tai! Con ơi! Mở cửa! Tôi nghe thấy âm thanh của dao cà vào da thịt! Lúc ấy tôi đã hạ quyết tâm! Người ngoài cửa không phải là mẹ tôi! Mẹ sẽ không bao giờ để tôi trong thời điểm nguy hiểm như vậy mà mở cửa cho mẹ, dù cho tính mạng của mẹ bị đe dọa. Mẹ cũng sẽ không để tôi gặp chuyện. Có vẻ như sau khi chắc chắn rằng tôi sẽ không mở cửa, âm thanh bên ngoài cửa đột nhiên biến mất. Sự yên tĩnh thật kỳ lạ. Lúc này vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng gió và tiếng thạch sùng. Bây giờ mọi thứ đều biến mất. Tim tôi đập thình thịch như nhảy múa. Sau đó tôi nhìn thấy một bàn tay màu xám nhẹ nhàng ấn vào ngọn nến đang cháy. Ngọn nến sau đó dần tắt. Nếu ngọn nến vô tình bị tắt, hãy lập tức đi tìm mẹ. Mẹ sẽ bảo vệ con. Tôi nhanh chóng mở cửa, vội vã chạy tới cửa phòng mẹ. Liều mạng gõ cửa. Mẹ ơi, tôi thấy cửa phòng mình bị mở tung. Có thứ gì đó bỏ ra khỏi phòng tôi. Hắn ta đang đến gần tôi. Tôi sợ đến cực độ. Tôi có thể cảm nhận được thứ đó ngày càng gần tôi hơn. Rồi dừng lại dưới chân tôi.
Lúc này, mẹ tôi mở cửa ra, kéo tôi đưa vào trong phòng. Tôi sợ đến mức run rẩy khóc òa lên. Mẹ ơi, vừa rồi mẹ nhìn thấy nó phải không? Đó là thứ gì vậy? Đó là một bóng người màu đen, rất dài, nhìn không rõ mặt. Nó bò trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào con. Tôi nghe thấy nỗi sợ hãi trong giọng nói của mẹ. Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ và hỏi, mẹ biết Hắc Đại Nhân không? Tiểu Viên nói với con Hắc Đại Nhân là ai? Con nói mẹ là cô dâu được chọn năm đó. Điều này có thật không? Sắc mặt mẹ hơi thay đổi. Một lúc lâu sau, mẹ thở dài. Lần này mẹ đưa con về, chính để giải quyết vấn đề này. Năm đó, đúng là Hắc Đại Nhân đã chọn mẹ làm cô dâu. Nhưng mẹ đã bỏ chạy, từ đó cũng không quay trở lại. Mẹ tưởng như vậy hắn đã tha cho mẹ. Nhưng mẹ không ngờ rằng, hắn ta chỉ thay đổi mục tiêu. Con gái, hãy nhìn vào lòng bàn tay con. Tôi cúi đầu nhìn xuống. Không biết từ khi nào lòng bàn tay xuất hiện một vòng tròn màu đen. Tôi cau mày, chùi mạnh vào váy. Nhưng cũng không thể lau nó đi. Đây là đánh dấu không thể xóa được của Hắc Đại Nhân. Có nghĩa là con đã được chọn làm cô dâu của hắn. Tôi bàng hoàng ngẩng đầu. Làm sao có thể? Chị Tiểu Viên nói với con, cô ấy là cô dâu Hắc Đại Nhân lựa chọn. Thực sự thì mẹ cũng không tin điều này. Hắc Đại Nhân có thực sự tồn tại không? Khi tháng hiến tế bắt đầu, hai ngày một lần Hắc Đại Nhân sẽ chọn một cô dâu. Ngài ấy rất thèm ăn. Một cô dâu không thể làm ngài ấy hài lòng. Tiểu Viên chỉ là cô dâu đầu tiên mà ngài ấy lựa chọn. Đôi mắt mẹ trở nên mờ mịt, giống như đang nhớ lại điều gì đó từ lâu lắm rồi. Cô gái được lựa chọn, mỗi lần đều vui mừng hớn hở ngồi trên kiệu hoa, nhưng không ai có thể quay lại vào ngày hôm sau. Mẹ là cô dâu thứ ba được chọn năm đó. Hai người đầu tiên là chị mẹ, nhưng họ đều không bao giờ quay lại. Dân làng đều nói, họ đang bên cạnh Hắc Đại Nhân hưởng phúc. Quả thực, mỗi cô dâu sau khi được đưa đi, ngày hôm sau, trước cửa ngôi nhà đó sẽ xuất hiện rất nhiều thỏi vàng. Mọi người đều cho rằng đây là sính lễ của Hắc Đại Nhân. Hồi nhỏ nhà ai cũng rất nghèo, vì vậy, đưa con gái cho Hắc Đại Nhân làm cô dâu là một việc vô cùng vinh quang. Mẹ năm đó còn nhỏ, cũng rất tò mò hình dáng của Hắc Đại Nhân. Thế là hôm đó nhân lúc người lớn không chú ý, mẹ bí mật đi theo kiệu hoa của chị hai. Nói đến đây, sắc mặt mẹ ngày càng trở nên tái nhợt. Hơi thở của mẹ cũng trở nên gấp gáp. Rõ ràng, những kỷ niệm sau đó khiến mẹ vô cùng đau đớn. Mẹ nhìn thấy ngài ấy không? Mẹ lắc đầu. Mẹ không thấy Hắc Đại Nhân, nhưng mẹ đã nhìn thấy xác của người chị hai. Thi thể chị ấy bị vứt bên đường. Bụng thủng một cái lỗ lớn, bên trong trống rỗng. Khuôn mặt mẹ chợt nở một nụ cười kỳ quái. Mẹ đưa tay chạm vào mặt tôi, nhưng ngón tay rất lạnh. Mẹ biết rằng những điều mà Hắc Đại Nhân làm, những cô dâu không quay về đều đã bỏ mạng. Lúc đó mẹ chỉ mới 12 tuổi. Năm đó mẹ đã trốn khỏi làng vào trong đêm. Từ đó không bao giờ quay lại. Mẹ cứ ngỡ đời này sẽ không bao giờ quay lại đây. Cho đến khi mẹ thấy bàn tay con xuất hiện dấu ấn của Hắc Đại Nhân, mẹ mới biết rằng trước giờ ngài ấy không hề bỏ qua. Từ dưới gối mẹ lấy ra một con dao sắc. Trên dao có khắc những chữ rất phức tạp. Sau đó mẹ đã đến nhờ một vị cao nhân. Ông ấy nói rằng dùng con dao này có thể đánh lại thứ kia. Đừng lo lắng, con gái, mẹ sẽ không để con bị tổn hại gì đâu. Sau khi nghe mẹ nói, trong đầu tôi dù vẫn còn nhiều thắc mắc, nếu người mà Hắc Đại Nhân chọn đều được đánh dấu, thế năm đó mẹ tôi làm thế nào để trốn? Tại sao có thể sống bình an nhiều năm như vậy? Mẹ làm sao trốn thoát? Đừng hỏi nhiều nữa, con gái về phòng ngủ đi. Khi tôi quay lại và trở về phòng của mình, đôi mắt mẹ chợt tối sầm. Trở về phòng, tôi phát hiện một chân của người giấy cạnh gối đã bị mất. Thân xác cũng trở nên tàn tạ. Khóe môi được vẽ bằng bút đỏ, cũng được mở rộng hơn. Khi tôi chuẩn bị ngủ rồi, từ bên ngoài vọng vào tiếng kèn sona, kèm theo đó là tiếng khóc yếu ớt. Bố nói nếu nửa đêm nghe thấy tiếng kèn thì đừng để ý, trong làng thường có những phong tục kỳ lạ. Một lúc sau, âm thanh của kèn biến mất, nhưng sau đó, một tiếng hét xé tan màn đêm tĩnh lặng. Tôi sợ đến nỗi mất ngủ luôn, tiếng hét đó giống như là giọng của Tiểu Viên. Tiếng hét kéo dài hơn một phút, mới dần yếu đi cho đến khi biến mất. Nhưng một tiếng động lớn như vậy, lại không có một ai ra ngoài kiểm tra. Tôi hốt hoảng nằm xuống giường. Nửa đêm tôi vẫn liên tục nghe tiếng rong rong rong, giống như tiếng con dao đang thái thịt. Tôi căng thẳng cực độ, cố gắng lắng tai nghe tiếng ồn, tiếng xẻ thịt bằng dao kéo dài rất lâu trước khi biến mất. Chính vào lúc này, ngoài cửa sổ có ai đó đang gõ. Nếu con nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài cửa sổ, đừng mở cửa sổ. Đó có thể là âm thanh của gió. Tôi sợ đến mức quấn chặt mình trong chăn. Em họ, là chị đây. Bên ngoài vọng vào giọng nói của Tiểu Viên. Chị trốn thoát về. Chị phát hiện bí mật của Hắc Đại Nhân. Bố chị đã lừa chị. Em cũng bị mẹ em lừa dối. Chúng ta hãy cùng trốn đi. Tiểu Viên đã xảy ra chuyện rồi. Thứ đứng ngoài cửa sổ không thể nào là Tiểu Viên. Tiểu Viên nói chuyện làm nhảm rất lâu. Tôi không dám đáp lại chị ấy. Bầu trời dần dần sáng hơn. Tiếng gà gáy sáng vang lên. Giọng nói của Tiểu Viên lúc này mới biến mất. Tôi đợi cho đến khi trời sáng hoàn toàn, mới dám mở cửa sổ. Trên mép cửa sổ có thêm hai dấu tay đen.
Thứ tối qua đã bắt chước giọng của tiểu viên, trèo lên trên cửa sổ. Lông tóc tôi dựng đứng, không thể tưởng tượng được nếu tối qua tôi thực sự mở cửa sổ thì chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc này, cậu lớn tới phòng, tiểu vi đã ăn sáng chưa? Hôm nay con cần ăn no một chút, tối nay còn phải thức canh quan tài cho bà. Chị tiểu viên đâu ạ? Khuôn mặt bác tràn ngập nụ cười. Nó à, tối qua đã trở thành cô dâu của Hắc đại nhân rồi, sau này sẽ ở bên đó hưởng phúc. Con xem, đây là tin nhắn nó đã gửi cho cậu ngày hôm qua. Con đặc biệt nhắc đến con, chị sống rất tốt, nếu tiểu vi cũng ở đây thì tốt quá. Con chim chết rơi vào quần áo của con. Gõ sai rồi, mọi người không cần phải lo lắng. Tôi phát hiện chữ đầu tiên trong tin nhắn của tiểu viên lại trùng hợp ghép lại thành câu, tôi sắp chết. Tôi cố gắng không thể hiện sự sợ hãi trên khuôn mặt. Ánh mắt cậu dần dần có ý nghĩa sâu xa hơn. Không biết cô dâu tiếp theo sẽ là ai. Sau khi nói câu này, cậu rời đi với một nụ cười. Tôi nhặt người giấy và cây nến lên rồi cẩn thận cất nó vào túi. Bữa sáng hôm nay vẫn là nước thịt. Một bé gái trông chỉ cỡ 7-8 tuổi, vừa nhai ngầu nghiến, vừa lẩm bẩm trong miệng một cách không mạch lạc. Thịt này dở quá, vị chán ngắt. Tôi hơi buồn nôn, chạy ra ngoài, bám vào một cái cây rồi bắt đầu nôn. Vừa đúng lúc bé gái đi ngang qua. Chị không sao chứ? Không sao, mỗi lần em thấy buồn nôn, mẹ lại cho em ăn kẹo. Cô bé nhìn khắp xung quanh, từ trong túi lấy ra một cây kẹo được bọc trong cái vỏ nhào nát. Đây là kẹo, khi nào em không ăn canh thịt được sẽ bí mật lấy ra ăn. Chị ấy nhất định không được nói với mẹ em nhé. Bé gái đặt chiếc kẹo vào tay tôi. Đừng ăn bất kỳ đồ ngọt hoặc thức ăn nào ở đây. Bố đã chuẩn bị đồ khô cho con 7 ngày rồi. Trên giấy gói kẹo, có một số vết màu đỏ sẫm dính trên. Tôi mở lớp vỏ ra. Đó là nhãn cầu của con người. Chị ơi, kẹo này ngon quá. Số lượng cũng không có nhiều. Nó chỉ xuất hiện mỗi khi vào tháng cung tế thôi. Mọi người đều rất coi trọng nó. Tôi không biết làm thế nào để trả kẹo lại cho cô bé. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ. Mọi người ở đây đều điên rồi. Sợ rằng tiểu viên vốn không phải gả cho Hắc đại nhân mà bị bọn họ ăn thịt rồi. Chúng ta phải nhanh chóng trốn thoát. Phải chạy trốn cùng mẹ. Tôi đến phòng mẹ tôi. Nhưng mẹ không ở đó. Tôi gọi điện thoại cho mẹ. Nhạc chuông điện thoại di động vang lên từ trên giường. Tôi vô cùng bất an. Mẹ không mang theo điện thoại. Rốt cuộc đã đi đâu? Đừng tìm bà ấy nữa. Đột nhiên giọng nói của cậu hai vang lên từ phía sau. Ông ấy nheo mắt lại. Con có muốn rời khỏi đây với mẹ không? Tôi không nói gì. Chú hai đột nhiên cười lớn. Nhắc con, đôi mắt của con giống hệt đôi mắt của mẹ con khi còn nhỏ. Cứ ngoan ngoãn. Ở đây, con đã nghe qua chuyện của Hắc đại nhân rồi. Đoán xem tại sao mẹ lại đưa con trở lại đây. Nụ cười của cậu có vẻ lạ lùng. Người được Hắc đại nhân lựa chọn không có cách nào để trốn. Muốn trốn thoát chỉ có một cách. Chính là tìm vật thay thế. Một người thân thiết có quan hệ huyết thống. Tôi trợn mắt nhìn cậu hai. Cậu đang nói dối. Mẹ tôi đang ở đâu? Ai mà biết chứ. Có lẽ đã chạy về nhà rồi. Nhưng có một điều cậu phải nói. Con không trốn được đâu. Con chạy không thoát đâu. Đừng phí công vô ích. Trên bàn có một bát canh thịt cho con. Trước khi gả, phải đặc biệt bồi bổ cơ thể. Con mau đi ăn nhanh đi. Cậu hai nói xong liền quay người rời đi. Tôi đột ngột hỏi, canh thịt làm từ người tiểu viên đúng không? Con nói bậy gì vậy? Chúng ta sao ăn thịt người? Cậu hai nói xong liền tức giận bỏ đi. Vẻ mặt cậu hai không giống như đang cố tình giả vờ. Con có cô bé đó, tại sao lại lấy nhãn cầu người để làm thành kéo chứ? Hơn nữa tiểu viên lại là con gái của cậu lớn. Dù có ác đến đâu, cũng sẽ không. Vậy thì chỉ có một khả năng. Dân làng ở đây bị thứ gì đó làm mờ mắt. Tin tôi chợt thắt lại. Chẳng lẽ nào là Hắc đại nhân? Tôi rất lo lắng cho sự an toàn của mẹ. Tôi tìm lần nữa toàn bộ ngôi nhà, vẫn chưa tìm thấy dấu vết của mẹ. Lúc này, bố lại gửi cho tôi một tin nhắn mới. Con yêu, chắc hẳn lúc này con đang gặp phải rất nhiều nghi vấn. Nhưng mong con tin một điều. Bố mẹ yêu con vô điều kiện. Người giày có phải đã bị hư hỏng rồi? Đừng sợ hãi, miễn là nó không chuyển sang màu đen, nó vẫn sẽ bảo vệ con. Lúc giữ quan tài, nếu con thấy miệng bà mở ra, lập tức tìm cậu tới. Lấy chiếc nhẫn vàng bà ngoại thường hay đeo nhất khi còn sống. Nhét nó vào miệng, cậu sẽ bảo con phủ một lớp tiền giấy lên khuôn mặt của bà. Nếu tiền giấy bị trượt đi, lập tức chạy ra khỏi nhà tang lễ. Cho dù ai gọi con từ phía sau, cũng đừng nhìn lại. Đừng gây ồn ào trong đêm canh. Con nhất định phải yên lặng khi ở đó. Đừng nhìn lên trần nhà. Trong quan tài không thể có âm thanh. Nếu con cảm thấy có ai đó chạm vào vai, đừng lo lắng, đó có thể là do con bị ảo giác. Tất cả chúng ta đều gác đêm. Đột nhiên sắc mặt của chú trở nên vô cùng khó coi. Run rẩy nói, mẹ mở mắt rồi. Sắc mặt cậu hai cũng không được tốt lắm. Mở thì đã mở rồi, dù sao cũng lấy tiền giấy bọc lại, để mẹ yên tâm lên đường. Chẳng mấy chốc mặt bà ngoại đã bị phủ một lớp tiền giấy. Tiếp theo là một buổi cầu nguyện dài. Khoảng một giờ trôi qua, một cảm giác buồn ngủ mãnh liệt ập đến với tôi. Tin tôi chợt thắt lại. Đây chắc chắn không phải là cơn buồn ngủ bình thường. Khi canh đêm tuyệt đối không được ngủ gật.
Nếu con cảm thấy buồn ngủ, thì hãy ngân nga nhẹ nhàng bài hát bố đã hát cho con nghe. Tôi bắt đầu khẽ ngân nga hát những ca khúc mà trước đây bố thường hát cho tôi nghe. Điều kỳ lạ là sau khi tôi bắt đầu hát, cơn buồn ngủ dữ dội cũng biến mất. Tôi tỉnh táo hoàn toàn trở lại. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, lúc này tôi nghe thấy một âm thanh bắn tung tóe từ bà ngoại truyền lại. Tôi nhìn tờ tiền giấy phủ lên trên mặt bà ngoại, không biết làm thế nào đã được gỡ bỏ. Bà nhìn tôi chằm chằm, đầu tôi ong ong và trống rỗng. Nếu tiền giấy bị trượt ra, hãy lập tức bỏ chạy, cho dù ai gọi con từ phía sau cũng đừng nhìn lại. Tôi quay đầu bỏ chạy ra bên ngoài. Phía sau vang lên giọng nói giận dữ của cậu lớn, Tiểu Vi, mày chạy đi đâu đó, mẹ mày bây giờ đang ở trong tay chúng ta. Nếu mày bỏ chạy, ta sẽ giết bà ấy ngay lập tức. Bố nói dù ai có gọi, tôi cũng không được nhìn lại. Tôi tăng tốc và chạy về phía trước, nhưng tôi không thể nào nhìn thấy cửa lớn của ngôi nhà. Phía trước là bóng tối vô tận. Lúc này, mẹ tôi xuất hiện, cả người bà ấy trông vô cùng hốc hác. Nói cũng rất kỳ lạ, sau khi mẹ xuất hiện, bóng tối biến mất. Tôi cũng có thể thấy rõ cửa chính ở đâu. Tôi rất phấn khích. Mẹ đã đi đâu vậy? Bọn họ không làm gì mẹ chứ? Mẹ lắc đầu yếu ớt, thì thầm nói, trước tiên đừng nói về chuyện này nữa. Tiểu Vi, trước tiên chúng ta hãy đến nơi an toàn đã. Mẹ đưa tôi đến một ngôi nhà gỗ bỏ hoang. Ngôi nhà gỗ chứa đầy mạng nhện, mặt đất phủ đầy bụi dày đặc. Hình như đã lâu rồi không có ai đến đây. Đây là căn cứ bí mật khi mẹ còn nhỏ. Trốn ở đây thì không ai có thể tìm thấy. Mẹ ơi, lúc nãy mẹ ở đâu thế? Con rất lo lắng cho mẹ. Mẹ đi tới nơi năm xưa nhìn thấy thi thể của dì hai. Tôi lặng người, sắc mặt mẹ bỗng trở nên rất nghiêm trọng. Mẹ dùng lực nắm chặt tay tôi. Tiểu Vi, sau khi mẹ đến đó mẹ mới biết, mẹ đã quên một chuyện cực kỳ quan trọng. Thứ đó, không phải là hắc đại nhân mê hoặc tâm trí của mẹ, khiến mẹ quên mất điều quan trọng này. Mẹ run rẩy rồi nói, thực ra, lúc đầu không có hắc đại nhân nào cả. Hôm đó thứ mà mẹ nhìn thấy là một nhóm người mổ bụng chị hai khi chị ấy vẫn còn sống. Không phải ma quỷ gì cả, họ là những con người hoàn toàn bình thường. Một trong số họ chính là trưởng làng. Bọn họ cười, lấy nội tạng của chị hai bỏ vào quan tài. Mẹ sẽ không bao giờ quên nụ cười tàn nhẫn trên gương mặt trưởng thôn. Ông ta nói chúng ta là dân làng thất học, thật dễ bị lừa gạt. Lúc đó mẹ mới hiểu, hắc đại nhân và quà sinh lễ của hắc đại nhân đều là lời nói dối do trưởng làng bịa ra. Từ đầu, họ tham gia vào hoạt động buôn người. Bọn mẹ lúc đó là những cô gái nhà nghèo, là miếng mồi giao dịch vô cùng béo bở. Tôi cực kỳ sốc, một lời nói dối bịa đặt mà dân làng có thể tin trong hơn 20 năm. Nếu hắc đại nhân không tồn tại, thế dấu vết trên lòng bàn tay thì sao? Chuyện là thế nào? Hắc đại nhân lúc đầu không tồn tại, nhưng người tin nhiều lên, thứ đó đã thực sự được tạo ra. Sức mạnh của niềm tin đáng sợ hơn nhiều với chúng ta nghĩ. Có lẽ ngay cả trưởng làng lúc đó cũng không ngờ tới, lời nói dối của ông ta đã thành sự thật. Suốt 20 năm này, mẹ vẫn luôn tìm kiếm hắc đại nhân đã dùng phương pháp gì, nhưng mẹ chưa bao giờ nhìn thấy ngài ấy. Mẹ đã tìm rất lâu nhưng không tìm thấy. Ánh mắt mẹ hiện rõ sự oán giận. Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ, rồi run rẩy lùi lại phía sau vài bước. Con bị sao vậy? Sao con lại cách xa mẹ? Mẹ con đa phần sẽ là nơi an toàn, nhưng nếu con thấy mắt mẹ chuyển sang màu đen, hãy ngay lập tức trốn đi, đừng để mẹ tìm thấy. Mắt mẹ lúc này đang là màu đen, nhưng trong căn nhà gỗ vốn không có nơi nào để trốn. Mẹ ơi, sau lưng mẹ có phải hắc đại nhân không? Mẹ quay phát lại. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài. Tiểu Vi, sao con lại đột nhiên bỏ chạy? Con có biết hiện giờ con đang rất nguy hiểm không? Hắn ta có thể tìm con bất cứ lúc nào. Tôi trốn trong một cái chậu lớn, nín thở, không dám phát ra âm thanh. Đột nhiên nắp thùng được tháo ra. Tiểu Vi, sao lại trốn ở đây? Toàn thân tôi run rẩy. Hãy giữ gìn thật tốt người giấy mà bố tặng con, nó sẽ bảo vệ con vào lúc quan trọng. Tôi lập tức lấy người giấy ra. Bàn tay mẹ đưa về phía tôi. Tôi thấy ngón tay của mẹ rất dài, nhìn rất giống hai dấu tay trên bệ cửa. Đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua người giấy trong tay tôi, sau đó bay lên trên mặt mẹ tôi. Mẹ hét lên rồi ngã xuống đất. Rõ ràng chỉ là một miếng giấy bay nhẹ nhẹ, mẹ lại cảm thấy như bị vật gì đó rất nặng đập vào. Tôi nghe thấy giọng nói lo lắng của bố tôi, Tiểu Vi, mau chạy đi. Tôi bất chấp tất cả chạy ra khỏi làng, nhưng rất nhanh đã bị dân làng vây xung quanh. Người đêm nay là cô dâu của hắc đại nhân. Người muốn đi đâu? Làm ơn để tôi đi. Đừng mắc thêm sai lầm nào nữa. Những đôi mắt của dân làng nhuốm một màu đen. Cô bé lúc trước cho tôi kẹo bước ra. Chị gái, tại sao không ăn kẹo em đã cho chị lúc trước? Nếu chị ăn nó, chị sẽ không phải đau khổ như bây giờ đâu. Mắt của cô bé cũng màu đen. Tôi tuyệt vọng phát hiện ra, họ không phải bị hắc đại nhân mê hoặc, mà là đều đã bị nhiễm rồi. Từ đầu, họ không còn là người bình thường nữa. Tay và chân của tôi bị trói, gửi vào kiều hoa. Chẳng lẽ tôi thực sự sẽ bị những dân làng này đánh đập sao? Âm thanh kèn sona kỳ lạ vang lên. Tôi đang rất hoang mang. Đột nhiên có âm thanh như bị bóp nghẹt bên ngoài.
Mẹ xuất hiện trước mặt tôi. Lúc này mắt mẹ vẫn bình thường. Mẹ nhanh chóng cởi trói tay chân cho tôi. Một số dân làng khiêng kiệu, nằm ngổn ngang ở dưới đất. Mẹ lợi hại như vậy từ lúc nào? Mấy năm nay mẹ học đấm bốc thật không hề uổng phí. Chúng ta phải đi ngay, tất cả dân làng đều bị nhiễm rồi, rất nhanh sẽ phát hiện. Nhưng mẹ lại đứng đó thờ ơ. Tiểu Vi, con vươn tay ra. Tôi bối rối đưa tay ra. Mẹ đặt con dao vào tay tôi. Tiểu Vi, con luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Bây giờ mẹ yêu cầu con làm một điều cuối cùng. Dùng con dao này để giết mẹ đi. Mẹ đang nói gì vậy? Giống như Hắc đại nhân, phải dựa vào sức mạnh tín ngưỡng và sự sợ hãi con người. Một vật muốn sinh ra nhất định phải dựa vào vật môi giới mới có thể tồn tại. Mẹ vẫn không thể nghĩ ra tại sao Hắc đại nhân chưa bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ. Cho đến bây giờ mẹ mới hiểu, hắn ở trong cơ thể mẹ. Mẹ chính là phương tiện ký sinh của hắn. Nước mắt mẹ tuôn rơi. Mẹ thấy rất có lỗi với bố con. Tiểu Vi, con phải nhớ kỹ. Bố mẹ sẽ luôn yêu thương con. Mẹ nhất định có cách khác. Chúng ta cùng nhau nghĩ ra cách giải quyết. Không có cách nào khác. Đã quá muộn rồi. Hãy mau ra tay đi. Tôi run rẩy, khóc oà lên. Mẹ gào lên rát cả cuống họng. Tiểu Vi, mau ra tay đi. Tôi từ từ giơ con dao trong tay lên. Nhưng mẹ lại bất ngờ cầu xin Tiểu Vi, con định làm gì vậy? Mẹ không muốn chết. Mẹ hối hận rồi. Đừng giết mẹ. Màu đen lại chiếm lấy mắt mẹ. Đừng giết mẹ. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách khác nhé. Nếu mẹ hoàn toàn bị Hắc đại nhân ký sinh, bà ấy cũng không còn là mẹ tôi nữa. Tôi bình tĩnh lại, đưa ra một đòn chí mạng. Khuôn mặt mẹ hiện rõ sự đau đớn. Màu đen trong mắt bà cũng nhanh chóng mờ đi. Tiểu Vi giỏi quá. Kiếp sau, mẹ vẫn sẽ là mẹ của con. Tôi quỳ xuống đất, khóc lớn. Sau khi tôi làm xong, tất cả mọi người trong làng đã tỉnh lại. Thi thể của bố được tìm thấy trong tủ quần áo trong phòng ngủ. Tôi biết ai đã giết ông ấy, nhưng tôi biết bà ấy không cố ý làm điều đó. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.